Người dân xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định vừa phản ánh khu rừng phòng hộ ven biển ngày càng suy giảm và bị xâm hại nghiêm trọng. Theo người dân, rừng dương ven biển Mỹ An có chức năng che chắn, giữ đất cát để ngăn bão cát hoành hành, che chắn gió bão. Nhiều năm qua, do không được sự chăm sóc, phục hồi nên diện tích rừng phòng hộ Mỹ An đều bị suy giảm, còi cọc, chết dần. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều hecta rừng cây phi lao, trong đó có rừng phòng hộ ven biển thuộc hai thôn Xuân Bình, Xuân Phương bị ủi phá trắng, mất cả gốc. Diện tích rừng bị san ủi tiếp nối với dự án nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 3. Bên giáp ranh hàng rào sắt dự án nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 3, nhiều cây dương tuổi từ 10 đến 20 năm bị cắt cội, nhổ bật gốc nằm ngổn ngang. Ông Bùi Long Thăng, giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ thừa nhận, rừng bị phá ở Mỹ An có tuổi khoảng 10 năm, thuộc rừng phòng hộ ven biển do đơn vị này quản lý. Ông Thăng cho biết, chúng tôi đã kiểm tra báo cáo vụ việc lên Ủy ban Nhân dân huyện. Qua đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập tổ kiểm tra xử lý do Phòng Tài nguyên Môi trường huyện chủ trì. Cũng theo ông Thăng, diện tích rừng bị phá này do doanh nghiệp làm nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ làm. Nhưng một lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phù Mỹ lại cho hay, đúng ra ban quản lý rừng phòng hộ huyện phải có một đề nghị như thế nào vì đây là rừng do họ quản lý, chứ giao cho Phòng Tài nguyên Môi trường huyện làm rất khó khăn và không đúng chuyên môn. Về nội dung này, phóng viên liên hệ đến các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ để làm rõ. Song hai số điện thoại công khai trên website Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ của ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, và ông Phan Hữu Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, liên tục đổ chuông nhưng không nghe máy. Làm việc với báo chí, ông Lê Xuân Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ An cho biết, dự án nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ nằm trên diện tích đất và cả rừng phòng hộ, đã được chính phủ cho phép chuyển đổi không còn chức năng rừng phòng hộ, thuộc hai xã Mỹ Thắng, Mỹ An, Phù Mỹ, với tổng diện tích 380 hectare. Trong đó, xã Mỹ An có 56 hectare với hai giai đoạn. Liên quan đến cái rừng phòng hộ, thì phản ánh của bà con nhân dân, thì địa phương, thì ban nhân xã đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường và tạm yêu cầu công ty dừng ngay cái phòng đó để báo cáo cho ủy ban nhân huyện và phối hợp với các cái ngành chức năng liên quan báo cáo cho huyện. Thì ủy ban nhân huyện đã giao cho phòng tài nguyên môi trường phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ xã để còn xác định lại cái diện tích mà coi như là cái công ty để lắm chiếm hay là như chúng ta là ban chủ đề coi như là có quyền bắt xử lý. Về phía chủ đầu tư, một đại diện công ty cổ phần phát triển tầm nhìn năng lượng sạch lại cho rằng do lẫn lộn về mốc giới khi chuyển qua nhiều nhà thầu thi công dự án, đồng thời phủ nhận việc doanh nghiệp cố tình thi công cả ban đêm để lấn chiếm vào đất rừng phòng hộ khi triển khai dự án.